Khi xã hội ngày càng phát triển, ánh nhìn về những người thuộc cộng đồng LGBT cũng cởi mở hơn. Do đó, nhiều người lựa chọn chuyển giới để được sống thật với giới tính của mình. Một số người chuyển giới sẽ thực hiện các liệu pháp như tiêm hormone hay phẫu thuật chuyển giới để điều chỉnh đặc điểm cơ thể phù hợp với đặc điểm giới tính mới. Alba Palacios vốn là một cầu thủ bóng đá nam bán chuyên ở Tây Ban Nha. Nhưng cách đây 5 năm, anh đã tiêm hormone nữ để được trở thành một người phụ nữ. Từ bóng đá nam chuyển sang bóng đá nữ là một hành trình đầy gian nan và nỗ lực của tiền vệ 36 tuổi này. Sau đây, hãy cùng cảm sâu, lắng đọng về cuộc đời của một cầu thủ mang trong mình tâm hồn của một người phụ nữ và khát vọng được là chính mình của Alba Palacios. Alba Palacios thì đang chơi cho câu lạc bộ Torre Lodones của giải hạng 3 Tây Ban Nha. Alba bắt đầu quá trình chuyển giới cách đây 5 năm trước khi tiêm hormone từ năm 2017. Thực ra trước đó, cầu thủ sinh năm 1986 này đã nghỉ thi đấu 8 năm. Chỉ đến khi hoàn thành quá trình chuyển giới từ nam sang nữ, Alba Palacios mới trở lại sân cỏ. Đó là khoảng thời gian đầy biến động và cực kỳ khó khăn với Alba khi cô phải vượt qua những trở ngại tâm lý cũng như đối mặt với sự không thừa nhận từ gia đình. Kể lại quá trình gian nan của mình, Alba chia sẻ: từ năm 2017, tôi đã bắt đầu tiêm hormone nữ. Trước đó một năm, tôi đã chuẩn bị hành trang của mình khi gặp các nhà tâm lý học. Họ là những người giúp tôi xác định và làm rõ chính mình. Lúc đó, ở tuổi gần 30, bà có cuộc sống ổn định, có bạn gái, có công việc. Thật phức tạp nếu sẽ tung lên tất cả, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ hơn một năm sau khi tiêm hormone chuyển giới, Alba Palacios đã được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cấp phép thi đấu tại giải hạng 3 dành cho nữ. Năm 2018, cầu thủ sinh ra ở Madrid này đã thực hiện được ước mơ của mình là góp mặt trong đội tuyển bóng đá nữ Las Rosas. Trận đầu tiên của câu lạc bộ trong mùa giải năm đó cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trong hình hài một người phụ nữ trên sân vận động Ser Getafe. Ngay phút 20, cô đã ghi bàn. Sau khi sút tung lưới đối phương, tôi không tin đó là sự thật. Nhưng sau giây phút bất ngờ, tôi đã ăn mừng cùng với các đồng đội của mình và ban huấn luyện. Tôi như bay trên mây, thật tuyệt vời. Alba nhớ lại trận ra mắt Las Rosas vào tháng 9 năm đó. Giữa một rừng máy ảnh đang hướng về cầu thủ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Trước khi chuyển giới, Alba Palacios có tên là Alvaro Palacios. Anh đã cảm nhận được sự khác biệt của bản thân so với bạn bè cùng trang lứa ngay từ khi còn rất nhỏ. Năm tôi lên 7 tuổi, tôi đã thích ăn mặc như một cô gái. Thế nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là sở thích trẻ con. Alba Palacios tìm đến bóng đá vì muốn một môn thể thao đầy nam tính, mạnh mẽ và sẽ chôn vùi được khát khao trở thành phụ nữ trong tâm trí anh. Alvaro Palacios khi đó chơi bóng từ năm 10 tuổi cho đội trẻ của Pozuelo de Alcaraz và gắn bó với câu lạc bộ này tới năm 24 tuổi. Thậm chí Alvaro còn chơi ở giải Teixeira dành cho nam giới. Nhớ lại thời điểm đó, tôi không dám nói với đồng đội về giới tính thật của mình. Cho dù thích để tóc dài, tôi cũng không hề bộc lộ dấu hiệu nữ tính chút nào. Sau khoảng thời gian dài gián đoạn sự nghiệp, năm 32 tuổi, Palacios bất ngờ trở lại thi đấu cho câu lạc bộ K2 ở Maha da Honda. Khi nhìn những cô gái khác chơi bóng, tôi đã quyết tâm trở thành một phụ nữ thay vì giấu giếm giới tính thật của mình. Alba Palacios bắt đầu điều trị nội tiết tố từ ngày 21 tháng 3 năm 2017. Lúc đó, cô đã 30 tuổi. Sau hơn một năm, tài liệu nhận dạng của cô vẫn chưa được thay đổi. Theo quy định của luật nhân dạng giới được thông qua vào năm 2007, người chuyển giới có thể được sửa đổi tài liệu nhận dạng của họ sau ít nhất 2 năm sử dụng liệu pháp hormone và rối loạn nhận dạng giới tính đã được thiết lập về mặt tâm lý. Sau khi tài liệu nhận dạng của Alba được thay đổi, cô sẽ phải mang đến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và họ sẽ quyết định cô chơi cho câu lạc bộ bóng đá nữ được hay không. Từ một nam cầu thủ trở thành một nữ cầu thủ, Alba Palacios đã gặp nhiều phản ứng trái chiều từ gia đình. Cha mẹ cô không dễ dàng chấp nhận khi con trai của mình đang bước vào độ tuổi lập gia đình là chuyển phát sang làm nữ giới. Alba nhớ lại: cha mẹ tôi không hiểu hoặc không muốn chấp nhận những gì tôi làm. Thực tế là tôi vẫn thích các cô gái, thích xe hơi và bóng đá. Điều đó là quá phức tạp để cha mẹ tôi có thể thấu hiểu. Quá trình chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của cô cuối cùng cũng mang đến thành công. Dần dần, Alba Palacios đã được chấp nhận. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cấp phép để cô thi đấu tại giải bóng đá nữ với điều kiện cô phải trải qua 2 đợt kiểm tra hormone trong một mùa, 6 tháng một lần. Thành công của cô cũng được người hâm mộ chào đón. Alba nhanh chóng tỏa sáng trên sân cỏ và liên tục mang về thành công cho câu lạc bộ. Họ không còn bận tâm đến quá khứ của cô, chỉ cần biết
Alba thi đấu rất tuyệt. Thậm chí đối thủ cũng không có nhiều phản ứng khi biết cô từng là nam giới. Alba từng khẳng định, nếu tôi được may mắn sinh ra trong hình hài là một người phụ nữ, tôi vẫn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá thôi. Đến cả người yêu cũng hoàn toàn chấp nhận Alba. Cô ấy đã ở bên tôi nhiều năm qua, cô ấy ủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình chuyển giới. Chỉ có mẹ tôi là đau khổ vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Nhưng cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã đứng về phía tôi và rất tự hào về tôi. Bà và bạn gái của tôi luôn đến sân, họ hét cổ vũ tôi thi đấu. Alba Palacios còn biết ơn sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Và Liên đoàn bóng đá Madrid đã tạo điều kiện tối đa để cô sớm trở thành một cầu thủ bóng đá nữ. Theo luật, tôi phải tiêm hormone chuyển giới tối thiểu 2 năm trước khi đổi căn cước từ nam sang nữ. Nhưng khi Liên đoàn Madrid biết rằng tôi đang tập luyện cùng với Las Rosas, họ đã cấp phép cho tôi thi đấu 1 năm trước khi tôi có căn cước mới. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Alba Palacios cao 1m7, nặng 59kg và thích chơi vị trí tiền vệ cánh. Nhưng huấn luyện viên của cô, David Herrero, lại muốn sử dụng Alba trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Nhiều người nghĩ rằng một cựu nam cầu thủ như Alba sẽ chiếm lợi thế không nhỏ khi đối đầu với những cô gái nữ, song thực tế không phải vậy. Tôi chỉ là một cầu thủ trung bình khá ở giải hạng 3 bóng đá nữ. Có không ít nữ cầu thủ giàu sức mạnh và kỹ thuật hơn tôi nhiều. Bóng đá nam và bóng đá nữ khác biệt nhau rõ rệt. Bóng đá nam là va chạm, sức mạnh, thể lực và tốc độ, trong khi bóng đá nữ thì thiên về kỹ thuật và cường độ thì cũng thấp hơn. Thực tế là sau khoảng thời gian dài tiêm hormone chuyển giới, Alba Palacios không còn thể trạng sung mãn của một người đàn ông. Cô hiện đang vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn. Một cầu thủ nữ với khát khao cháy bỏng thể hiện chính mình và một gia đình, một người bạn đời luôn là hậu phương vững vàng cho cô. Alba nghẹn ngào. Nơi tôi thực sự thoải mái nhất chính là phòng thay đồ nữ. Tôi cảm thấy như được ở nhà. Trước kia tôi cũng không gặp nhiều khó khăn trong phòng thay đồ nam, nhưng dù sao ở cạnh các cô gái vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Đơn giản bởi tôi đã tin mình là con gái từ năm 12 tuổi. Thật tuyệt vời khi bạn được ở nơi mà bạn thuộc về. Trước Alba Palacios, trên thế giới cũng đã ghi nhận những trường hợp tương tự. Zaya Selua, người Samoa, là cầu thủ chuyển giới đầu tiên được FIFA công nhận trong lịch sử. Trước khi đá cho đội tuyển nữ của Samoa, Zaya đã có 12 năm khoác áo đội tuyển nam Samoa. Hay vào năm 2018, Meninos Bons de Bola là đội bóng đá nam của Brazil có 100% cầu thủ khi sinh ra là nữ. Ngoài việc chơi bóng đá, họ còn thực hiện một công việc khó khăn mà không ít người dám làm, đó là chống lại những định kiến tiêu cực và hành vi phân biệt giới tính của xã hội. Ngày càng có nhiều người chuyển giới đấu tranh và vượt qua kỳ thị để khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, như câu chuyện truyền cảm hứng của Alba Palacios mà chúng ta vừa chứng kiến. Đó là những người sống có trách nhiệm, cầu tiến và xứng đáng được tận hưởng hạnh phúc, được xã hội tôn trọng, công nhận như những cá nhân bình đẳng. Lời sau cùng, Cảm chỉ muốn có đôi lời chia sẻ như sau. Con đường có thể thẳng, nhưng trái tim thì không. Nó quanh co như những đoạn đường băng qua ngọn núi. Sẽ không có một ngày kỳ diệu nào khi ta thức dậy và thoải mái thể hiện bản thân của mình trước công chúng. Chúng ta tạo ra ngày đó bằng cách làm mọi thứ một cách công khai, cho đến khi mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên. Đừng bao giờ sợ hãi thể hiện màu sắc của riêng mình. Và nếu bên cạnh chúng ta có những người chuyển giới, hãy thấu hiểu cho họ. Đừng bao giờ sợ hãi thể hiện màu sắc của riêng mình. Hãy thấu hiểu những nỗi khổ tâm của họ để tránh gây tổn thương cho họ nhé.